tụi coi tụi nó ngoài mó cái tụi nè. Xin chào các bác nhá, chủ đang cần bán con này này. Vậy đeo thế nghe hả? Thế à, đi tìm đến chỗ nhà ông để không? Ông bảo ông bảo sáng nay tao thấy con chạy theo mình ấy, phải rồi. Dâu táo hả? Dâu táo nào? Sao ấy lúc đi rất tòa thế nào? Sao ấy lúc đi mà yông là? Con này cái kia bị sao? Tòa hàng tòa chú bộ tòa lòng hút cho tòa cao hắn ta là tòa xe kênh tỷ lòng là ngày mai xuống thì mới cần lòng xuống. Đi tìm nè, đi thẳng từ chỗ nhà ông đẻ sáng chiều này bảo mò, cố gắng mò xung quanh đấy cho nó ở nhà nào, đi lần từ nhà một. Xong mấy thế ông đẻ bảo, ôi thế chắc phải con đấy à. Sao ta thấy thầy theo Hàng Bình về, mấy chó bọn nó còn đuổi Hàng Bình còn xuống qua cho. Ông đẻ kìa, nhiều lúc nó hay nói phết đấy. Ông đéo tin. Ông bảo rồi rồi xuống xem. Lá chè à? Mọi mấy cổ đeo thế nghe, mình bảo đeo cái ông này chắc là đi đâu lại nhắm máy à? Hả? À. Hai ba cột mà. Ở hai cột mà. Mẹ bực lắm rồi, tao bảo phát này không bắt được ấy, tao lấy súng người tao thịt. Cứ chạy xung quanh đấy, chạy mẹ đeo làm gì được nó. Chị vắc hả? Bây giờ nào trên tàu? Đây là giờ đẹp bù. Mang đi bán à? Hello, xin chào các bác nhá. Đây, nên cho nó cho được tránh xa khỏi con đấy đây, cho vào đây ăn ở đây đây. Con đấy hôm qua nó không nó nấc một lần à? Đây nha các bác nha. Đang cho nó ăn nhưng mà giờ nó mới về nó hơi buồn sao không chịu ăn các bác nha. Thì mẹ lưới đốn ở đây cho các bác xem này, mắt đỏ lực luôn đấy. Đây bây giờ đang chuẩn bị lấy đực để phối, nhưng mà phối được là em cũng không bán nữa đâu, nhưng mà không phối được là em mới bán nha. Nó không cho con đực phối mới là khổ đây. Đây mấy con cái đây. Đấy, chó nhà mình trang rất là khổ luôn các bác ạ. Không có cái gì trang, mình chỉ trang cứ ngô thôi nha. Chẳng cá ngô đâu, bởi vì quá nhiều. Nên là không có cái gì, mình chỉ trang được bình thường này thôi. Này hai con này thì mẹ chỉ biết ăn ạ. Đây. Nha, hai con vàng này nó có lứa khác mình bắt về lâu rồi nhá. Còn lại hai con này thì mình mới bắt về để nó kết hợp ba con với nhau. Lỗ đít hở rộng cực kỳ đẹp luôn nhá. Vẹn quá đẹp luôn anh em ạ.
chó nó có tuổi rồi, mình bắt về nó cũng không quen mình nên là nó hơi sợ sợ nhá. Nha anh em nha. Chúng ta xuống nhặt lít, xuống nhặt lít. Ta xuống quay nó chẳng phải bụi cái con nó này. Chúng ta. Nha anh em nha. Mình có thể gặp cái nó có chúng nhặt lít được cơ. Đấy. Đấy, bắt được hai em này về thì cực kỳ đẹp luôn. Ai thích thì sớm nha, sớm để ở cho em nha. Đấy, không ai trận phát là em bán đi, là có nhiều anh em không để ý đến cái lúc em đã bán đi rồi thì mới để ý tới, thì lúc đó là anh em không được chú chó đẹp, mấy em đẹp vẹn như này. Có rất là nhiều anh em đang đòi màu vẹn cực kỳ đẹp luôn nha. Đấy, màu vẹn này thì hầu như là có rất là ý luôn anh em ạ. Có rất là ý luôn. Nên là các bác nếp là các mắt thì thấy chọn gió thì thấy mà muốn tốt thế. Đó là mấy 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 chồng mà gì chơi nhà trên gió dưới rồi. Thôi chặt cái bé rồi cái to đấy ông nào lấy máy về chặt nhanh. Đây, anh em nhé. Khá là đẹp luôn. Đây, con vàng trong nhà mình. Đấy nhá. Tần này tính là tính là khó lại tính mà tính nha, tất cả mang lại cho tên chó này. Nên sẽ tất cả các con có thể phải thử thức lại phải cái nào không? Nha. Ăn bữa về là đang nãy cho đi xe say xe là nôn mà ầm luôn các bác ạ. Nó dùng chó này không quen đi xe máy là nó thế đấy. Đi nôn mà ầm. Cả mấy con chó to của mình cũng vậy thôi. Đi là không quen là nôn quá kinh khủng luôn các bác nha. Đấy. Đấy nha. Nó nò trên tay tàu. À cha mình nhỏ lỏ. Cứ tìm mong ơ. Thì nhẹ chạy dưới cho mù nó. Dưới cho mù dù tàu lợi nó. Mình tàu dưới cú. Chỉ mà sợ có một thay chỉ tàu lợi này. Hù hù xó tông có. Thay tàu nó chạy. Thay hù chỗ này thì xì. À cú à. Giao chỉ tàu này cho xó tông ta. Đủ lù chạy này họ một. Ta cũng chỉ hút cái thứ thu nó nên bảo nó chỉ họ gió nó nhẹ cho nó là hòn nồng tàu nữa. Xin chào tất cả các bác nhà, mình đi coi chỉ để vào trong kênh như này thôi. Anh em ai có nhu cầu rồi thì ở cho em có thể gọi điện liên hệ trực tiếp với em, bởi vì em nói với các bác này cái dòng chó này thì em có rất là nhiều anh em bảo là em quay được về rồi em sẽ gọi cho anh em, nhưng em không gọi được cho anh em nha, em không gọi được cho anh em thì em cũng không thể nhớ được bằng đấy số, nên là anh em tự giác mà theo dõi kênh của em, không nghĩ được con nào thì có thể bắt thôi. Còn bây giờ bảo em thương được con nào là bảo em trực tiếp liên hệ cho các bác thì em cũng không thể nhớ được hết. Các bác hãy để ý vào cái kênh YouTube của em theo dõi hàng ngày. Nếu lúc các bác không cần thì không sao, còn các bác đang cần thì các bác theo dõi nha. Lâu nhất cũng chỉ cách khoảng 2 ngày đến 3 ngày là chủ khi có việc đâu, không thì em sẽ lên video rất là nhiều cho các bác cùng theo dõi. Nếu mà không chưa thấy em đam con mới thì em đang mấy con cũ của em vẫn đang còn chưa bán được. Còn lúc đã bán rồi thì em sẽ đăng rất là nhiều chú chó mới để cho anh em cùng tham khảo nhé. Còn video của em đến đây xin kết thúc tại đây. Xin chào tất cả các bác. Alo, xin chào tất cả các bác nha.
Nhiều anh em hỏi về dòng chó xăng. Hôm nay em vừa đi bắt được hai con này rất là đẹp nhá. Con vẹn là con đực nhá. Còn con vàng là con cái này, món ngắm tốn này. Mắt thì lòi ra cực kỳ đẹp luôn. Đấy, bố mẹ nó thì sang cực kỳ tốt. Bố mẹ nó là dòng hơi cọc nhưng mà con nó lại đuôi dài. Đấy đấy đấy, hai con này thì khá là đẹp luôn anh em ạ. Chó cũng khá có tuổi rồi, 3 tháng, hơn 3 tháng rồi nhá. Nhưng dòng chó cỏ thì nó được bé bé thôi, nó không được to lắm đâu. Đấy, rất là đẹp luôn. Mấy bác về đến nhà thì đi từ sáng sớm đến giờ mới bắt về đến nhà thì nó cũng biết biết rồi. Thì nên là mình xích vào nha các bác nha. Mình xích vào cho nó đảm bảo vào. Đấy, được rất là đẹp luôn. Ai nhu cầu rồi sớm dắt về mà để chơi ở trong nhà. Đấy. Đấy cực kỳ đẹp luôn nha. Em vẹn này là cực kỳ đẹp luôn các bác nha. Khá là đẹp luôn. Vẹn cả vàng hết ý luôn nha các bác nha. Món ngắm tốn luôn. Đấy, các bác nhu cầu rồi thì hỏi về chó con rất là nhiều. Em cũng rất là chán bắt chó con rồi. Nhưng mà tại vì các bác hỏi rất là nhiều nên em vẫn cố gắng để bắt nó về để các bác chơi. Em cũng không muốn để bắt chó con. Bởi vì nó mình không có chỗ để nhốt vào, nó rất là bẩn. Khi ăn rồi để vào nhà ăn lung tung ở trong nhà thì mình cũng rất là chán luôn các bác nha. Đấy. Nhiều anh em hỏi về dùng chó con rất là nhiều nên là em cố gắng bắt một vài con để cho anh em. Hai con này là công khai giá luôn nha. Mỗi con là 1 triệu nha anh em nha. Đấy, nhờ anh em ai mua được thì mua, mà không mua được em để lại chơi thôi. Con được 1 triệu thì em để lại cho. Còn ai chơi đát thì cũng không sao. Chơi đát để anh em có thể thông cảm, anh em đi mua tìm lại mua cũng được. Nhưng mình đi mua một đi chọn cả đàn mà được có 2 con thôi anh em nhé. Một đàn này là 5 con, là chủ cũng bảo mình lấy được tất thì chủ cũng để lại cho, bởi vì là nhà chủ cũng 4-5 con toàn chó to rồi. Nên là mình chọn đi chọn lại thì chỉ chọn được mấy con này thôi các bác nha. Đấy. Chọn được 2 con này thôi. Còn lại mấy con kia vẫn còn một con vẹn là con cái mà nó lông nó hơi sù. Mà nhìn đầu thú cũng khá là đẹp nhưng mà trước họ nuôi thì họ cũng cẩn thận bị một chút cái nước bọng nó vào trong lưng. Nó đang tụt hết lông đi, không biết là có mọc được lông không. Nên là em đã không bắt. Em lại không bắt nha anh em nha. Em lại bắt đúng 2 con này thôi. Em chọn được 2 con này thì em bắt 2 con này thôi. Đấy. Khá là đẹp luôn. Nhưng câu chập là nó chọn mấy phần dù nó. Họ thường nó thì vô kỳ kỳ lọ. Vô thừa châu quân đau lọ nữa nữa. Chế lên từ nhẹ nó là ô tô bay lúc lên đầu nó. Từ nhẹ nó là đi tù. Tao lì tía ít chỗ nào mà cũng đã mua nữa. Chỉ tao là cũng chơi chia nữa. Cho nhỏ nó ô chậu rồi lấy một cái kỵ xưa nó lấy một kỵ thật rồi đúng không? Cho nó ô chậu rồi cho lấy hai tuần đây cho xí xía đi vô chỉ tàu nó. Nó ô chậu rồi lấy hai tuần đây xía chập là lại nhớ lên tự nhiên nó là ha. Phù cho cú nó. Đấy khá là đẹp nhá anh em nha. Con cái cũng đẹp, con đực cũng đẹp này, con cái món ngắm tốn này. Thế con đực thì khá là đẹp luôn, đực là màu vẹn cực kỳ đẹp luôn. Nếu các bác nhu cầu rồi thì báo cho em. Con này là có một bên như kiểu nó gần như kiểu có huỳnh đề nhưng mà không nó chỉ có một bên đâu, không vấn đề gì. Nó có một bên chân nha. Mà như này là không ảnh hưởng gì đâu anh em ạ. Nó hai bên có 2 cái này mới nó mê đáng lo. Nên rất là đẹp luôn nha anh em nha. Còn nhiều anh em hỏi là bé bé như này biết sang chưa?
Nhưng em thông báo với anh em là biết sang rồi thì anh em không phải đến, không phải đi bắt những con chó mà to là già nữa. Nhưng thật sự bằng này là mình còn phải huấn luyện chán thì nó mới, mình phải mang đi nhiều thì nó mới thành một chú chó sang cho anh em. Cho dù bố mẹ nó là tông rồng sang rất là ok, nhưng mà rồng này thì mình cũng chưa khẳng định là nó sẽ làm được việc rất là tốt, bởi vì là nó còn non. Ít nhất anh em mang về nuôi nó cũng phải trên 2 năm đổ lên, 2 tuổi đổ lên thì nó mới thành một con chó sang cứng cho anh em. Còn lúc nó dưới 1 tuổi là nó cũng chỉ gọi là tật sang bình thường thôi anh em nha, mà nó cũng chưa có đủ lì đâu. Có con thì lúc đi sang là mình cũng phải cho nó đi quen, để về là em xích vào cũng chưa quen. Em xích vào cũng chưa quen nên là đang muốn xích vào để nó quen chỗ. Còn không cái giống chó con này nghịch kinh khủng lắm. Nếu mình không xích thì mình phải có cái giỏ gì đó mà nhô vào nha anh em nha. Đấy. Thì đợt này là khả năng là em sẽ đi tuyển rất là nhiều chú chó con đẹp để cho anh em. Cũng đang còn em chưa làm được cái chỗ nào mà nhốt cái giống chó con này. Nếu mà em làm được em sẽ nhốt rất là nhiều để cho anh em cùng đam mê. Ai kết rồi thì em vẫn cứ thế có thể chuyển số chó con cho anh em. Còn những chó già có nhiều anh em đang bí, đang không có tiền thì anh em sẽ không mua được những con chó đắt tiền. Nên là mình sẽ tìm những con rẻ rẻ để phù hợp cho anh em mang về anh em khắc tự huấn luyện được. Còn có một số anh em có tiền là có điều kiện là anh em sẽ mua con mình huấn luyện cứng rồi thì mang về chỉ biết mà sang thôi. Còn những loại này là bước đầu là mình hơi khó khăn một chút để huấn luyện nó. Em vẹn rất là đẹp nha anh em nha. Em vẹn với cả em vàng kia đẹp hết ý luôn. Đấy. Lứa này thì chỉ được hai con này là ok thôi anh em ạ. Được hai con này là ok thôi. Còn lại là còn lại hai mấy con kia thì nó cũng khá là đẹp nhưng mà không được ưng ý như hai con này. Đấy. Chưa xích không quen nhá, đang giấy ở ầm luôn anh em ạ. Giấy rất là ai luôn. Đấy. Nên là em muốn để cho anh em tham khảo một chút nha. Anh em mà nhu cầu rồi thì số nha. Nếu video mà đăng lên vài ngày nữa mà không thấy đăng lên nữa là anh em là họ đã chốt đi nhá. Còn con nào mà em đăng ngày em chỉ đăng một hai ngày em đăng một lần lên thì vẫn là còn, chưa ai bán đâu nha anh em nha. Đấy. Hai con này thì khá là đẹp luôn. Chó cực kỳ đẹp luôn các bác ạ. Để nếu mà các bác thường chí mà mua đấy thì các bác có thể liên hệ qua cho em. Để em sớm để em chuyển cho các bác nha. Đấy. Có nhiều anh em muốn gọi là về mang về huấn luyện như ý muốn của mình thì hãy mua những giống chó con này. Sau đó là em đi vào tìm họ đang có một con chó màu trắng tinh. Thì tay tuy là tay hơi to nhưng mà em thấy con đấy rất là khôn. Nếu mà anh em ai có nhu cầu rồi thì liên hệ cho em để em đi quay cho anh em xem con chó màu trắng đấy nhá. Em mà thấy khôn lắm. Con đấy là của người kinh, người ta mua, không biết là người ta mua đâu về nhưng mà ủi phát là nó lau ầm luôn. Nên là con chó đấy là nó là một chó cũng có một chút cái kinh nghiệm rồi anh em nhá. Để các bác ai nhu cầu rồi thì ở cho em để em đi quay lại con đấy cho anh em cùng theo dõi. Con đấy chắc giá cả nó cũng trung bình thôi, nó cũng không khá là cao lắm đâu. Em chưa hỏi rõ chủ mà không biết chủ bác ở đâu về. Còn lại mấy cái bé con này thì giờ nó được khoảng đủ 3 cân đủ lại thôi anh em ạ. Chủ cũng bảo bà được 3 tháng rồi. Mà cái đàn con nó hơi nhiều này nên là nó hơi què một chút. Đấy. Nghịch chấm à, lại bắt đầu tìm chỗ để ngủ. Anh em nha. Đấy. Bố mẹ nó thì ở chỗ này thì nó không có thú to. Nhưng bố mẹ nó chuyên môn cày cáo với lại ráng giết rồi là cực kỳ tốt luôn.
thì em đã khá là lâu rồi, mấy năm trước rồi, có mẹ này xong hiêu rất là ok luôn, nhưng về cái thể bây giờ thì cũng khá là lâu rồi thì cũng không có con thú to nữa, thì toàn mang đi sang thú bé đấy. Nhà này có 3-4 con chó gì thì đẹp luôn nhá, nhưng mà họ không bán rồi, họ chỉ bán lại mấy có con thôi nhá. Đấy. Nhưng mà các bác nhu cầu về giống có con này thì các bác sớm để em cung cấp cho anh em, anh em mang về chơi nhá. Này con vẹn đây, vẹn con đây đang giấy rất là mệt rồi, đang nghỉ một đống rồi, nghỉ một đống ở đây. Ôi giời ơi buồn thế nhỉ. Đây. Đây. Cực kỳ đẹp nhá. Mắt kiểu này là mắt đẹp cực kỳ luôn nhá. Chó rất là lì luôn. Đấy. Hai con này thì chủ trang chưa tiên cái thốt dung vào, có con vọ cái hơi bị nhiều. Tí nữa mình sẽ mua thuốc dung về mình sẽ tiên cho mỗi người một ít thuốc dung vào để con vọ chó kia đi hết nhá. Đấy. Đây. Con này thì đang giấy ở ầm đây. Video của em thì hôm nay đến đây kết thúc tại đây. Xin chào tất cả các bác.